Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến kênh mình đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi một cái game này là Ai Cờ Đem Một đây. Ok. Ok, mình sẽ theo xuống nha. Mình sẽ bỏ qua hết phần quảng cáo cho nhanh nha các bạn. Okay, mình sẽ cần mở xem có gì trong cái này. Không có gì luôn. Không gì trong đây nhỉ các bạn. Rồi, mình đã lấy được cuộn dây nhá. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Kids today, I'm looking for the chump fluffy ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Quay lại các bạn. Mình sẽ đến đây nhé. Mình sẽ bỏ cái các bạn quảng cáo để chơi thật là nhanh cho các bạn xem. Ok. Cái này thì mình sẽ cần kiếm một bình xăng này. Đây bình xăng này. Ok nhá. Tiếp theo mình sẽ đến cái quán cà phê này. Vì sao thì mình sẽ bắt tạm ở đây đó. Bây giờ thì mình đi ra nào. Xem trong sau đây có gì không. Mình sẽ tìm ở đây xem những cái đồ nhá. Ok, sạc lại bình xăng máy bay. Ok, mình hiểu rồi. Mình sẽ đến chỗ đây, rất kinh. Mình nhắm mắt, mình đến đây này. Chỗ này gọi là chỗ công viên các bạn. Đây là gì? Ok, mình đã được bình xăng nhé. Tiếp theo mình đến cái gì đây? Cái này là gì? Để mình xem nào. Tiếp theo là cái gì đây nhỉ? Cái này xuất kinh phát. Rồi giờ mình sẽ về đây nhé. Xuất kinh xong. Đây
del mar. Rồi mình sẽ chọn map này, mình sẽ đến đến đâu các bạn nhỉ? Đến Bắc Kinh nhá. À đây, đến mình đến Bắc Kinh rồi. Sẽ ra xem nào. Hà Nội cơ in Hà Nội cơ sự tem Y tem San cơ rất là nhiều đồ các bạn. Map này. Mình đang hack nhé để lấy mình xăng nhé. Ok. Sẽ xuống mình xăng. Ha ha ha. Đi nào. Xuống xe nhá, mình sẽ bắt bình xăng lên. Cái đó gì đây? Cái gì đây? Winner let kit à kim kim hả? Sẽ lấy kim nhá. Mình sẽ xuống dưới đây. Bên trong này có gì không các bạn? Thế mình sẽ lái sẽ hết nha. Giờ mình sẽ đến đâu nhỉ? Đây đến đến chỗ xe này. Cái này à, thẻ hả? Ok, thẻ thì mình sẽ lấy thẻ tem. Đấy phải không? Không phải đó. Thế thì mình sẽ lấy đây nhá. Không phải. Không phải thẻ các bạn này. Thôi mình làm cho nhanh. Ok, mình đã giải cứu được cho cậu bé nha. Mình đã chinh phục được game này bằng phiên bản hack rất dễ không? Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang một tự khen đó là Lucky Zombie đi nhá. Rồi thì mình sẽ dùng tất cả các phương pháp vũ khí tối tâm nhất để chặt tấn nó các bạn nhá. Ok, đây. Thì trước tiên thì mình sẽ dùng đây. Dùng một ống trước các bạn này. Đấy. Mình sẽ cho bố con này nhá.
Thì nó đốt chắc chết mất các bạn. Rồi mình sẽ dùng sát tấn khác các bạn nhé. Mình sẽ dùng con rơi nữa các bạn. That's not good. Excuse me. Oh, ok, một đống rơi rồi. Chết thôi. Oh my god. Ô, mất đầu rồi này các bạn. Con này mất đầu luôn rồi. Rồi mình sẽ cho nó biến mất nhé. Mình sẽ dùng con khác đi. Đây dọn bọ cạp này nhá. Bọ cạp ra nào. Ấy. No. Well. Ui. Chết luôn, nó chích cả. Con này bị trúng độc rồi. Ê. Thôi xong. Chết. Ê. Ui, kinh nó kinh quá. Nó xoáy à. The end is here. Đấy, mình sẽ cho nó vào vòng xoáy này nhá. Nó vào vòng xoáy thì chết nó các rồi mình sẽ cho lốc xoáy này. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn nhé. That's my world.